có chủ trương á, nghe có vẻ rất là cực đoan, thì thường hay họp với tôi là vậy, việt cộng chứ không có chống cộng, cộng là việt chứ cộng chống gì, cả thế giới này nó bị người ta đập đầu cắt cổ thì các anh chị phải diệt nó. Cái thằng mà nó chuyên đập đầu cắt cổ các anh chị phải xử nó chứ không có chống nó. Chống lại nó tức là không có giết nó, không giết nó còn hôm nhà ngày nào đó nó mạnh lên thì nó giết mình. Anh chị hiểu cái khúc này không? Mà mục tiêu của tôi đơn giản lắm. Cổ vũ cho một thế hệ trẻ của Việt Nam, cái tư tưởng của họ bắt đầu cái mầm trong đầu á là không cộng sản, không xã hội chủ nghĩa, không dân chủ thổ tả. Họ lớn lên thành một thế hệ gọi là tạm gọi như như phương Tây nó gọi là conservative, Việt Nam dịch là bảo thủ hay là truyền thống cũng được, bảo vệ các giá trị truyền thống. Đó, một thế hệ bảo thủ. Mà một thế hệ Việt Nam bảo thủ thì không có thằng cộng sản nào sống được. Các anh chị không tin nhìn người Nhật á. Những cái này là những cái tôi học, những dân tộc đã thành công chứ không phải là tôi sáng tạo ra, không có. Tôi không có tài năng gì để sáng tạo, là tôi học thôi. Tôi chỉ có một thứ là tôi đi học thôi. Tôi rảnh lắm tôi ngồi tôi học suốt vậy đó. Người Nhật các anh chị biết khi cái thằng bí thư Đảng Cộng sản Nhật những năm mà thế giới này bắt đầu mon men đi theo cộng sản trước thế chiến các anh chị. Bí thư Đảng Cộng sản Nhật, bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Nhật đi thuyết trình ở các trường đại học, chúng ta sẽ xây dựng nước Nhật tiến lên chủ nghĩa cộng sản, chúng ta sẽ lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo, bọn nhà giàu là chuyên bóc lột và ăn cướp, người nghèo rất là đau khổ, người nghèo rất là đáng thương, người nghèo cần được bảo vệ, chúng ta đứng về giai cấp người nghèo và cần lao, chúng ta sẽ lấy tiền tụi nó chia nhau, có lộn chia cho mấy người nghèo, cái dưới này vỗ tay. Hồi xưa mấy người cũng ngu lắm nó ngu đồng vỗ tay, cái con thằng sinh viên nó canh đang vỗ tay, nó rút cây kiếm samurai, nó nhào vô nó akai pop xong kết thúc thằng tổng bí thư đầu tiên và cũng là cuối cùng của Đảng Cộng sản Nhật, chấm hết. Một cú samurai xong kết thúc. Các anh chị nhìn thấy gì trong câu chuyện đó? Chứ tôi đọc câu chuyện đó tôi thấy liền lịch sử nó dạy cho chúng ta rất là hay. Các anh chị học những câu chuyện lịch sử là để cho chúng ta thấy rõ ràng dân tộc Nhật bây giờ hôm nay ngẩng cao đầu, thế giới bây giờ nể người Nhật không? Bởi cái gì? Người Nhật được thế giới ngưỡng mộ bởi cái gì? Ở đây có rất là nhiều bạn trẻ đang du học ở Nhật đang coi tôi nói. Là tôi rất là vui trong trong đó có những bạn trẻ, ít nhất là ba bạn trẻ thỉnh thoảng liên lạc với tôi, nói chuyện với tôi, trao đổi với tôi mà các bạn rất xuất sắc, vượt trội, đi xa hơn tôi hàng vạn dặm. Tôi nói vậy là các anh chị hiểu rồi đó. Rất xuất sắc luôn. Tại sao người Nhật được nể trọng trên toàn thế giới? Câu chuyện vừa rồi cho các anh chị thấy điều gì? Anh Bình Nguyên nói dân Nhật Bản có tầm nhìn xa hơn nên thành công. Đúng á, điều nhận xét đúng là dân Nhật Bản có tầm nhìn xa đúng. Nhưng mà cũng nhiều 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 dân tộc có tầm nhìn xa lắm. Người Việt chúng ta cũng có những người có tầm nhìn rất xa luôn chứ không phải xa bình thường nữa. Nghe các anh chị, rất xa. Tinh thần dân tộc cao và sự tử tế. Bạn Đức Minh, tinh thần dân tộc. Anh chị hiểu cái tinh thần dân tộc là gì? Tôi hỏi các anh chị lợi ích mà tụi bay làm gì, lợi ích tụi bay làm là cái gì, lợi ích đó thuộc ai, lợi ích thuộc ai, lợi ích thuộc về ai, đem lại lợi ích cho ai, cái đó là cái tinh thần dân tộc đó. Tức là cái mà tụi bay làm á, mà lợi ích cho quốc gia dân tộc á, tụi bay có chà đạp tao cỡ nào tao cũng chịu hết đó. Anh chị hiểu không, hiểu cái đó không? Nó chà đạp mình cỡ nào mình cũng chịu, tại vì nó đem lại lợi ích cho quốc gia và dân tộc mình. Còn nó chà đạp mình, nó chụp mũ mình, nó bôi nhọ mình, nó đấu tố mình để nó thỏa mãn cái sự tham lam, ích kỷ, độc ác và ti tiện của tụi nó. Thì nó đâu có gì lợi ích quốc gia và dân tộc. Không có mắc gì mình phải nhường nhịn nó. Không có mắc gì mà mình phải ẻo lả đạo đức giả. Hoặc cái đợt tôi bị liên minh đấu tố. Nó đấu tố tôi lừa tình lừa tiền, các anh chị biết. Nó mượn tên tôi để nó lập quỹ mà nó không hỏi ý kiến của tôi, nó gạt biết bao nhiêu người, nó ăn nó xài xong nó nói quy xài á. Nếu là các anh chị, các anh chị chịu nổi không? Cái đó gì lợi ích của ai?
nó nhân danh đấu tranh với chống cộng. Cái đó là gì? Lợi ích ti tiện cá nhân của tụi nó. Nó nói gì? Tao giúp đỡ trong thời gian đầu mày đến tị nạn tại Thái Lan, thành ra tao được quyền làm như vậy. Tôi không, không có chuyện đó. Đối với Quy chỉ có một lợi ích quốc gia và dân tộc. Các anh chị đạp lên đầu tôi cũng được nữa, các anh chị chửi tôi cỡ nào cũng được hết. Những người mà đang đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc, các anh chị hỏi đi, họ chửi tôi thằng thằng Quy gốc cộng phỉ, nó chửi tôi hoài gì, mặc dù tôi không phải cộng sản 100%, tôi không phải cộng sản. Thí dụ nó chửi ba tôi cộng sản, đúng, tôi tự khoe luôn, ba tao cộng sản á. Nhà của tao nhiều người cộng sản lắm, mà tuổi đảng của nhà tao cộng lại hơn tuổi ba má mày cộng lại luôn. Tôi hay nói vậy đó. Nhưng mà nó chửi tôi cộng phỉ, ok, tao không quan tâm, tao không khe. Tao không cần cãi với mày luôn, mặc dù tao phải cộng sản luôn. Tôi phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi chấp các anh chị chứng minh luôn á. Rất là nhiều người chụp mũ. Chửi cái nào cũng được, và tôi biết những người đó vì lợi ích quốc gia dân tộc họ rất thực tâm. Thành ra tôi chấp nhận mày đạp lên đầu tao cũng được. Nhưng mày lợi dụng, mày giúp tao những ngày đầu tao tị nạn mà mày gạt những người đấu tranh, những người yêu những người đấu tranh, những người giúp đỡ những người đấu tranh, mày gom tiền mày chia xài xong rồi mày du quan giác họa cho tao thì không là không. Đó là lợi ích ti tiện, lợi ích ti tiện, không có phục vụ cho lợi ích quốc gia và dân tộc. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Hiểu chỗ này không ạ? Người Nhật với người Nhật với người Việt chúng ta khác nhau chỗ đó dữ lắm. Xin lỗi là người Việt bây giờ, nghe các anh chị, người Việt bây giờ, chứ còn thế hệ cỡ ông nội ông ngoại của tôi là không có chuyện ti tiện kiểu đó đâu. Người ta ngũ thập là người ta chi thiên mệnh rồi, còn nào lục thập rồi thất thập cổ lại hy con mẹ nó luôn rồi mà cũng chưa chi thiên mệnh nữa, trời đất quỷ thần ơi. Không lẽ để cho thằng tứ thập như tôi, tứ thập chi bất hoạt như tôi phải dạy cho họ nữa thì nó kỳ quá, nó còn gì là luân lý nữa. Nói điều đó để cho các anh chị thấy người Nhật á, cái tinh thần quốc gia và dân tộc của họ mới là thứ khiến cho cả thế giới này ngưỡng mộ. Dĩ nhiên có cả sự tử tế nữa. Nói điều đó đi, hồi nãy cái bạn trẻ trả lời là có cả sự tử tế nữa. Bạn có một câu câu chuyện cá nhân thôi, nhưng mà rất là vui. Đó là sinh viên của Việt Nam mình đi du học ở Nhật á, mà hết tiền xài á, gặp cảnh sát. Cảnh sát Nhật á lại hỏi nó mượn tiền, nó móc tiền nó cho sinh viên người Việt mình mượn nha, mượn xong ngày mai đem tiền nó trả nó cũng được. Mà thậm chí nó kể nha, cái bạn trẻ nó kể nha, thậm chí có người mượn không trả, mượn tiền cảnh sát mà không trả, mà nó cũng không đòi nữa, nó chỉ hơi buồn thôi. Nó buồn là tại sao tao tốt vậy mà tao bị gạt. Nhưng mà 100% những thằng sinh viên Việt Nam qua bển mượn tiền cảnh sát mà không trả là đều những thằng ở phía Bắc vị tuyến 17. Nó nói giọng Bắc và nó có ní nộn, thành ra nó mượn tiền cảnh sát Nhật nó chặn, nó éo trả 100% luôn. Anh chị nào nói tôi kỳ thị thì tự hỏi mấy người bên Nhật thử coi. Rất là tử tế đúng không ạ? Rất là tử tế. Người ta cũng rất là thích cái tính cách tử tế đó. Tử tế và lương thiện của người Nhật. Nhưng mà người ta nể trọng á, là chỗ tinh thần quốc gia và dân tộc. Họ luôn thượng tôn điều đó. Thử các anh chị đụng chạm tới lợi ích quốc gia và dân tộc của Nhật đi, các anh chị sẽ thấy họ họ đoàn kết như thế nào. Họ đoàn kết như thế nào. Họ mạnh mẽ như thế nào. Từng cái thương hiệu của Nhật. Họ là một nước thua trận hồi Thế chiến 2. Mà cái câu chuyện về Thế chiến 2, về nước Nhật, hôm nào chúng ta sẽ có dịp chúng ta nói về nước Nhật thì tôi chia sẻ với các anh chị. Hôm nay tôi nói ngắn là gì? Là người Nhật lý ra họ sẽ không thua ở Thế chiến 2 nếu họ không có bị Đức với Ý lừa. Tụi phát xít Đức với Ý lừa người Nhật. Số người Nhật mày đánh Mỹ đi, mày sẽ làm chùm ở châu Á, còn tụi tao làm chùm châu Âu. Thằng Mỹ nó đến là nó làm chùm châu Á đó, nó muốn làm chùm thế giới này, mày đánh Mỹ đi. Mỹ nó ở Hawaii rồi, nó muốn làm chùm đó. Nó đe dọa lợi ích của mày ở châu Á đó. Đó là cái lừa thứ nhất. Cái lừa thứ hai á, thằng Nhật nó muốn á, xây dựng một khối đại Đông Á. Cái thuyết đại Đông Á của thằng Nhật á, nó khác với cái thuyết phát xít của tụi Ý với tụi Đức lắm. Tụi Ý tụi Đức là tiêu diệt những dân tộc tinh anh để cho tụi nó tinh anh thôi, tụi phát xít Ý với Đức á. Còn Nhật nó không có chủ trương đó nghe các anh chị. Phát xít Nhật không có chủ trương tiêu diệt những dân tộc tinh anh để một mình nó tinh anh. Nó hoàn toàn khác với phát xít Ý với Đức. Các anh chị học lịch sử chỗ này đảng không có dạy các anh chị đâu.
mà phát xít Nhật nó muốn xây dựng một khối Đại Đông Á, tức là cả châu Á nè, nói cho dễ hiểu á, từ Úc luôn, cả châu Á, khối Đại Đông Á này à dựa trên ánh sáng văn hóa và văn minh của châu Á, đặc sắc của châu Á, không có bị lai tạp bởi tụi châu Âu. À, cái này mới hay nè. Cái này mới hay nè nha, tức là châu Á phải tự cường, các anh chị hiểu không? À, đúng rồi, Đông Á tự cường. Đông Á tự cường, cảm ơn Đức Minh. Tức là châu Á phải tự cường, anh vừa nói rồi Đức Minh. Nó chậm chút là nó nhắc mình. Nó giật mà. Châu Á phải tự cường chứ không thể dựa, tại vì nói thiệt các anh chị, nói một câu thì nghe buồn chứ thực ra dân tộc mình hay là cái nguyên cái đám châu Á này, kể cả mấy thằng Úc bây giờ, mấy thằng Việt Giang nằm bên đây xạo rồi, gọi là xạo chó thôi, chứ thằng Úc hồi xưa xứ thuộc địa với mụ nội, chứ thằng Úc có quốc gia dân tộc mẹ gì đâu. Nước Úc bây giờ là nước, nước Úc là nước gì, có anh chị nào ở Úc không, nói câu này mít lòng gánh chịu nè, nước Úc là nước gì? Nước Úc là nước gì các anh chị? Tao lâu tôi nhắc vụ này hoài. Mấy thằng Úc cho nó ghét tôi lắm. Mấy thằng Việt Giang nằm vùng ở Úc cho nó ghét tôi lắm. Nước Úc là nước gì? Sấm sấm sướng rưỡng mỡ thôi, nhưng thật ra nước Úc là nước gì? Nước Úc là nước Anh. Làm gì có cái nước Úc trên đời này? Phải không? Anh Bình Nguyễn nói tôi nè. Phải không? Phải anh Bình Nguyễn, nước Úc phải là nước Anh không? Anh thử tuyên bố nước Úc độc lập thứ coi. Nước Úc tao là quốc gia độc lập nè, dỗ cho tao. Tao là người Úc, tao là nước Úc, tao không liên quan gì đến nữ hoàng Anh, tao không liên quan gì tới nước Anh. Nói thử một cái coi. Thử coi ngày mai hàng không mẫu hạm Anh nó không dây vòng vòng nữa sao? Nó đổ quân vòng vòng. Mụ nội cũng đổ chú khô liền. Nước Úc vẫn là thuộc địa của Anh. Hỏi hết người Úc coi đó coi. Cả cái khối châu Á này nè, chúng ta chịu ảnh hưởng văn minh của phương Tây, tức là văn minh Kitô giáo, văn minh Thiên Chúa giáo, văn minh Cơ Đốc giáo. Nghe các anh chị, cả khối này nè. Chúng ta là văn minh của Pháp, đúng không? Phải phải Đông Dương thuộc Pháp không? Phải không các anh chị? Nguyên cái này là thuộc Anh, New Zealand cũng vậy. Rồi Indonesia là thuộc Hà Lan. Phải không? Rồi Philippines, Philippines là Bồ Đào Nha. Nguyên một chồng luôn. Phải không vậy? Phải không? Tôi có nói sai chỗ nào không các anh chị? Thành ra là văn minh của phương Tây nó soi rọi vùng này, nhưng mà người Nhật thời điểm đó họ họ tự cường, họ phát triển rất mạnh, công nghệ, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, cái gì họ cũng phát triển mạnh, họ là số 1 thế giới thời điểm đó. Người Nhật các anh chị. Thành ra họ không chịu nhìn thấy châu Á của họ mà bị ảnh hưởng bởi tụi phương Tây quá nhiều. Họ muốn châu Á phải tự cường. Cái chữ tự cường đó. Thành ra họ đến họ họ soi rọi cái ý chí tự cường, tự tôn, thượng tôn quốc gia dân tộc lên hàng đầu cho châu Á. Đó là lý do người ta, có những người người ta không có ghét phát xít Nhật. Các anh chị đến Thái Lan, các chị hỏi đi coi, người Thái họ có ghét phát xít Nhật không? Người Thái còn những cái vở kịch, những cái bộ phim ca ngợi người Nhật thời gian chiếm đóng Thái Lan. Tại sao? Tại vì người Thái họ hiền, các chị họ dễ thương lắm. Người Thái là so kind, so good, so wonderful. Họ rất là tử tế, lương thiện và họ tôn trọng sự thật. Họ biết sự thật là người Nhật đến đây không có cướp giết hiếp gì nước họ chứ không có. Mà đến để bắt tay với hoàng gia Nhật và hoàng gia Thái, bắt tay với nhau làm bạn, làm đồng minh với nhau, cùng xây dựng một khối Đông Á tự cường. Cái mấu chốt chỗ này các anh chị thấy rõ không? Mà lý do thằng quay là thằng Nhật bị Đức chứ thằng Ý phát xít Đức chứ phát xít Ý dụ mày quánh thằng Mỹ đi, thằng Mỹ nó đe dọa Đại Đông Á của mày nè. Bà cô nội tôi nói thiệt với các anh chị, thằng Đức với thằng Ý nó điếm dữ không, hai thằng đó mà bây giờ bị Covid cắn là cũng vừa tội. Nhiều khi mình thấy mình cũng hơi ác, nhưng mà mình thấy mình không giấu được cảm xúc. Nó điếm lắm, nó nói mày đánh thằng Mỹ đi, thằng Mỹ nó xây dựng căn cứ Hawaii này là nó đe dọa khối Đông Á tự cường của mày, nó sẽ tiêu diệt mày và tiêu diệt Đông Á, nó sẽ cướp châu Á. Thật ra là gì các anh chị biết không, là thằng Đức lẫn thằng Ý lẫn thằng Hà Lan, thằng Tây Ban Nha, thằng Bồ Đào Nha đều là những nước từng chiếm hữu thuộc địa ở đây trước Thế chiến thứ nhất.
trước Thế chiến thứ nhất nha các anh chị. Các anh chị biết thằng Đức á, nó từng chiếm hữu nguyên cái khu vực rộng lớn này nè, kể cả là Úc, New Zealand là đều nằm trong sự ảnh hưởng của nó. Nguyên các quần đảo này là Đức đánh hết. Nó mạnh lắm các chị. Và Hà Lan nữa, đánh hết châu Âu á. Rồi Nhật á, nó từng đánh Đức, từng đánh Đức, từng là kẻ thù của Đức. Nhưng mà lịch sử quay mòng tới Thế chiến 2 thì Nhật lại là đồng minh của Đức. Thằng Đức nó Đức điếm lắm các anh chị, Đức điếm thúi lắm. Thành ra là Đức giới nó xuống thằng Nhật, bị xa lầy vô cái chỗ chân châu cảng, nó quýnh thằng Mỹ. Mưu đồ của tội phát xít Đức với Ý là gì? Là khiến cho Mỹ bị xa lầy ở châu Á, mà Mỹ chết gần 100.000 quân ở đây nghe các anh chị, chết nhiều lắm. Nội cuộc đổ bộ ở Philippines thôi, họ chết hơn 30.000 quân đổ bộ ở các quần đảo phía bắc Philippines, gọi là bắc đảo Mariana đó, nguyên cái chùm đảo đó, họ chết 20-30.000 quân. Rồi cuộc đổ bộ ở Solomon, cái quần đảo mà gần New Zealand này, là họ cũng chết mấy chục ngàn quân, chết nhiều lắm. Người Mỹ gần như bị xa lầy. Rồi nói tới thằng Úc nè, Nhật nó quánh vô tới cảng Sydney à, tàu ngầm của Nhật nó chạy vô tới cảng Sydney luôn à, nó quánh đùng đùng ở đây nè. Không có Mỹ thì thằng Úc bây giờ là đất của Nhật. Người Úc không biết có học lịch sử đó giống như người Thái không? Tôi không biết người Úc có tử tế bằng người Thái không? Chứ lịch sử của Thái nó ghi rõ ràng à. Nó ghi rõ ràng là Nhật vô nước nó làm cái gì nó ghi rõ hết. Thằng Nhật nó chiếm nguyên cái cảng Sydney luôn, mà cả khối đồng minh không ai đỡ được luôn. Tàu ngầm của Nhật còn xưa hiện đại đến độ vậy đó các anh chị. Tàu ngầm của Nhật á, tìm thủy đỉnh á, mà nó chở cả cả chiến đấu cơ ở trọng. Các anh chị có tưởng tượng được chiếc tàu ngầm mà nó chở chiếc máy bay không? Thằng Nhật vào Thế chiến 2 á. Các anh chị tưởng tượng được không? Hồi Thế chiến 2 những năm 40 đó, Nhật nó chế được chiếc tàu ngầm mà chở được chiếc máy bay á. Thành ra là nó quánh trận, nó quánh Úc mà Úc trở tay không kịp luôn. Nhưng chính vì Nhật nó mắc, nó xa lầy ở chỗ nó đánh thằng Mỹ, nó không biết Mỹ là bạn chứ không phải là kẻ thù. Thành ra nó vô tình nó kéo Mỹ tham gia Thế chiến 2, chứ Mỹ không có tham gia Thế chiến 2. Các anh chị nên nhớ, ngày Mỹ đứng ngoài, không có tham gia. Vô tình nó đập Mỹ một cái trận gọi là trận đánh lén kinh điển nhất lịch sử của nước Nhật. Đánh Hawaii, đánh chìm hàng không mẫu hạm luôn. Thành ra bắt buộc Mỹ phải đánh Nhật. Mà Mỹ đánh Nhật để kiềm tỏ và đánh tan sức mạnh của Nhật ở châu Á, thì Mỹ phải đánh hết tất cả các căn cứ quân sự của Nhật ở Thái Bình Dương. Rất là nhiều người Mỹ chết ở Thái Bình Dương là vậy. Cảm ơn. Trận chết nhiều nhất là trận Midway. Trận Midway mới vừa kỷ niệm vừa rồi á các anh chị. Thì ở cái căn cứ đảo Guam bây giờ đó, là họ còn cái công viên tưởng niệm những người lính Mỹ chết trận ở Thái Bình Dương nằm ở đó các anh chị. Thì người Mỹ tham chiến rồi Mỹ mới giải phóng được hết tất cả các khu vực này. Người Mỹ chứ không có người nào, không có quân đội nào chứ, giải phóng hết cả cái Đông Á này, cái châu Á này nè, kể cả Úc luôn. Mỹ và Anh giải phóng hết khu vực này, thì từ đó nước Úc mới thuộc Anh. Từ đó nước Úc mới hòa bình cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ luôn á. Thì nước Úc bây giờ vẫn là nước Anh chứ không phải nước Úc gì cả. Nghe các anh chị, vẫn là nước Anh. Cái là nước Anh nè, nếu nói đúng là thuộc địa Anh vậy đó. Thì nói điều đó cho các anh chị thấy, người Nhật họ bị sai lầm một nước cờ lịch sử, đó là họ đánh Mỹ tại Hawaii thôi. Chứ nếu họ bắt tay với Mỹ là cái khối này tinh thần quốc gia và dân tộc lên cao giống Nhật thì chưa chắc gì tệ nghe các anh chị. Đặc biệt là chưa chắc gì cái khối Đông Nam Á này, cái nhóm này nè, toàn là lịch sử của họ là lịch sử thuộc địa không à. Mình bỏ cái nỗi nhục dân tộc ra đi thì chúng ta cũng y như họ. Lịch sử của chúng ta là lịch sử thuộc địa, khoái làm thuộc địa đó. Thật ra đánh không có lợi người ta mà còn làm phách. Thành ra chúng ghét, chúng quánh cho bỏ ghét, rồi chúng chiếm luôn mẹ cái nước. Trong khi Thái Lan không có quánh ai hết. Ông vua Thái gọi là lãnh tụ chùm của Nam Cộng là Võ Văn Kiệt. Các anh chị, Võ Văn Kiệt là cha của thằng Tiên Giáo, Võ Văn Thưởng á. Đi qua Thái được ông vua Thái tiếp khoái lắm, ngồi nghiêm mặt lên, dĩnh mặt lên. Khoe Việt Nam tao tự hào là đánh thắng hai đế quốc,
Pháp và Mỹ để có được hòa bình như ngày hôm nay. Cái ông vô Thái, ông nhìn ông cười mỉm mỉm. Không lẽ ngoại giao mà tao không tiếp? Không lẽ tao đuổi thì kỳ quá, tao nói mày khùng thì kỳ quá. Ông cười mỉm mỉm, ông nói: "À, chúc mừng quý quốc. Còn người Thái của tôi tự hào là không có cần đánh thằng đế quốc nào hết mà tụi tôi cũng vẫn hòa bình và thịnh vượng." nghe câu đó xong á, mà thằng chùm năm cộng đó mà nó không biết nhục, nó không đỏ mặt tía tai lên nữa thì thôi luôn. Mà thật ra nhiều khi cộng sản nó không biết nhục đâu, tôi nghĩ là chắc nó không biết, nó không biết. Tức là sao các anh chị? Tức là nước thằng Thái nó không có quánh ai chứ. À, khi mà người Anh mạnh lên á, người Anh mạnh lên, người Anh ảnh hưởng khu này á, thì hoàng gia Thái chơi với hoàng gia Anh ký hợp tác giao thương, mở cửa buôn bán, cho đặt đại sứ quán. Tại sao không? Trời ơi, nó giàu, nó mạnh, nó văn minh mà, mình phải chơi với nó. Ủa, nó tới để nó làm ăn chứ nó tới làm cái gì? Nhưng mà cái khu Mang Di này nè, đặc biệt là cái tụi Ba Ke lãnh đạo là nó Mang Di dữ lắm, là nó nhìn thấy mắt xanh mũi lõ là những thằng xâm lược. Nó đến chúng ta nó xâm lược, nó đến nó truyền giáo là nó truyền tà giáo. Cái gì thấy nó ngu ngốc, gọi là một tư duy ngu ngốc, nó ăn sâu vô gen. Bởi vậy thằng hồ bả chó nó đặt tên là dân tộc Kinh là đúng, là kinh dị á. Trong khi đây người ta nói không, mấy thằng này văn minh nè, nó đến nó làm ăn nè, là chúng ta sẽ phát triển, chúng ta sẽ giàu lên. Rõ ràng bây giờ GDP của Thái bây giờ là gần 600 tỷ đô la. Nó nước nó có 50-60 triệu dân à, khoảng 60 triệu dân à. Gần 600 tỷ đô la, trong khi chúng ta 100 triệu dân mà GDP chưa được 300 triệu đô la, 300 tỷ đô la nữa. Nó 600 tỷ là sao? Là ngu, là ngu, là dở mà còn làm cha làm phách đó. Phái quánh người ta luôn. Cái này nó cần quánh ai á. Rồi Pháp nó cũng chơi, Pháp người Thái nó cũng chơi. Rồi Mỹ nó còn chơi sâu hơn nữa, bây giờ nó là đồng minh của Mỹ luôn á. Nó xài vũ khí Mỹ không các anh chị, qua xài. Gần đây có thằng thằng thủ tướng ngồi hoài không xuống. À, nó ngồi hoài nó không chịu xuống, đâu cả chục năm rồi. Thành ra là bắt đầu nó tha quá rồi, bắt đầu nó mới mua vũ khí của Tàu, mà nó mua cũng không nhiều, ít thôi. Chứ vũ khí đồ của nó xài đồ Mỹ không? Đồng minh của Mỹ luôn, tập trận chung với Mỹ hoài. Chiến đấu cơ nó xài là F-16 không nghe anh chị? F-16, F-18, nó chưa mua được F-35 thôi. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Tinh thần quốc gia dân tộc, lợi ích quốc gia dân tộc thượng tôn luôn mang lại kết quả tốt đẹp cho các dân tộc. Người Nhật là một điển hình tiêu biểu nè. Họ từng đi gieo cái đó khắp cả châu Á luôn mà dân tộc học, dân tộc không. Có những dân trong lớp các anh chị cũng vậy nè, có những đứa nó ngu mà lì á, anh chị hiểu cái đó không? Ngu mà lì, các anh chị giải của ai nó không khôn được. Thì trên bệnh viện quốc gia dân tộc nó cũng có những dân tộc ngu mà lì, giải nó giống nghe. Người Nhật thất bại trong cái việc muốn biến châu Á tự cường. Thì bây giờ sau Thế chiến 2 nó quay về, thôi tao thất bại rồi, tao bó tay với tụi này thôi. Chỉ có thằng này nó khôn, thằng này nó khôn nè, thằng này nó khôn nè, thằng Singapore nó khôn nè, còn lại mấy thằng kia tao bó tay rồi. Người Nhật quay về, thôi tao về tao tự cường, tao không thèm thằng nào tự cường, cậy mẹ tụi bay. Thằng Nhật bây giờ nó hiến pháp của nó hiến pháp chủ hòa, không có tham chiến, không có tham gia bất cứ điều gì nữa, nó gồm và nó xây dựng quốc gia dân tộc của nó. Các chị thấy rõ ràng quốc gia và dân tộc nó là thượng tôn trên hết, đó là điều cả thế giới này nể phục nó. Thì nói sâu sắc, nó dài về